mình vào trong mục cài đặt ở trên uh, iPhone vào mục cài đặt đi ạ, rồi các anh chị em sẽ tìm xuống cái uh, mục trong mục cài đặt tìm xuống cái phần tên là camera, đây đó chính là camera đấy ạ, các anh chị em bấm vào đây, rồi ok thì ở trong cái phần này mọi người nhìn xuống cái phần nó tên là bố cục rồi đó tên là lưới. Ở đây mọi người hãy tích nó từ cái màu xám chuyển sang màu xanh như trên hình như này là chúng ta đã bật được cái lưới hay là cái đường uh, cái đường kẻ dọc kẻ ngang như vừa rồi ấy để tìm điểm vàng ở trên góc quay. Rồi mình sẽ mô tả cho các anh chị em. Chúng ta đang có một cái uh, điện thoại giống như thế này. Nếu như mà mình quay dọc thì đây là một màn hình điện thoại của chúng ta phải không ạ? và màn hình nếu như quay dọc thì chúng ta sẽ phải tìm cái điểm nào nó sẽ là cái điểm vàng ở trên video quay dọc. Vậy thì chúng ta hãy cùng chia ra và một lát nữa mọi người sẽ hiểu tìm hiểu cái cách bật cái điểm vàng đấy ở đâu nhá, tìm cái điểm vàng đấy ở đâu trên điện thoại. Thì mình sẽ chia ra cái điện thoại này sẽ là làm 3 phần. Một lát nữa mọi người sẽ tìm cách được bật cái grid line nó ở đâu cái này nó gọi là grid line cứ chia dọc ra làm ba khúc chia ngang ra làm ba khúc vậy đi điểm vàng khi mà quay video dọc thì nó sẽ là nằm ở bốn cái điểm sau đây đó là bốn cái điểm giao của đường dọc và đường ngang đây là bốn điểm đây là bốn điểm vàng trong một video nếu như chúng ta quay dọc. Thì nếu như một cái chủ thể. Nó xuất hiện ở trong một trong bốn điểm vàng này. Hợp lý nhất thì Tùng khuyên các anh chị em tập trung vào cái điểm vàng nó ở đây. Nó ở bên trên. Bên dưới cũng gọi là điểm vàng. Nhưng thực chất ra là bên dưới thì khi mà đưa lên tiktok, youtube, uh, tiktok. Đặc biệt là tiktok thì ở bên dưới. Nó sẽ có vào, nó sẽ có các tiêu đề. Tên kênh hashtag tên nhạc bản quyền thì nó nằm ở bên dưới như này thì chúng ta trình bày ở dưới hai cái điểm vàng dưới này thì nó sẽ không hợp lý bởi vì nó sẽ bị tên kênh nó che đi bớt rồi nó che bớt đi nên là nó không có được cái sự uh, hiển thị tốt nhất vậy thì hai cái điểm mà đẹp nhất ở bên trên này là hai điểm mà các anh chị em hãy trình bày mọi thứ nếu mà là quay chân dung quay các anh chị đang chia sẻ thì hai cái điểm này có thể ở bên trái này nó sẽ là mắt trái ở bên phải nó có thể là một cái điểm nào đấy ví dụ mặt chúng ta ở đây đó mắt trái mũi mồm đó chân tay ở đây rồi bên phải đây là sản phẩm chẳng hạn hay là ở đây có cô Mai tiếng Anh trong lớp M1 của mình thì cô ấy đặt bên phải này là cô ấy dạy Cô Mai này có ở đây không nhỉ? Mai mèo. Ở bên phải này thì cô ấy sẽ đặt cái bảng viết của cô ấy. Cô ấy trình bày. ABC ở đây. Nguyên âm phụ âm miếc ở đây. Đấy, hoặc ngược lại các anh chị em có thể đổi mặt của mình sang bên góc phải. Ở đúng cái điểm tâm như này. Và cái bảng hoặc sản phẩm hoặc đồ vật hoặc bất cứ cái điều gì các anh chị em muốn chia sẻ thì nó ở góc trái. Ngược lại. Đó. Còn nếu như không nói về sản phẩm chúng ta là những nhà chuyên gia chúng ta chia sẻ về thông tin những người kinh doanh thông tin chia sẻ về thông tin đúng không ạ không có sản phẩm thì mình hãy uh, cho cái mặt của chúng ta ở giữa hai cái này nào ở giữa hai cái điểm này điểm vàng bên trên thì chúng ta hãy để mặt của mình nó sẽ nằm ở đây và mắt làm sao nhớ rằng nó sẽ phải nằm ở góc này. Mũi đây, mồm đây. Đó, dưới là chân dung các anh chị. Thì lưu ý là mắt phải ở đúng cái đường cái đường kẻ đầu tiên này. Mắt phải đúng cái đường kẻ này. Thì trong làm phim thì người ta gọi cái đường kẻ này là gì? Đó là eyeline. Eye line, thì mắt của mình nó phải nằm ở trên cái đường kẻ đấy gọi là eye line. Rồi tương tự với sản phẩm cũng vậy, sản phẩm hay là mặt mình hay là bối cảnh chính, uh, tòa biệt thự, chung cư hay là uh, một sản phẩm hay là logo thương hiệu hay là bất cứ cái điều gì chúng ta đặt ở trên cái đường như thế, đặt ở trên hai cái điểm này. Nếu là sản phẩm thì nó sẽ là nằm đúng cái chỗ khu vực này đấy là sản phẩm nó nằm đúng ở cái khu vực này nó sẽ rất là chuẩn điểm vàng và nó tại sao gọi là điểm vàng thật ra là cái điều này mà những nhà làm phim chuyên nghiệp người ta đã làm được cách đây mấy chục năm rồi đơn giản là người ta đã đo lường ở những cái điểm như thế khi những cái thước phim như vậy thì có nhiều người xem hơn họ thích xem hơn cũng chẳng lý giải được vì sao tóm lại là ở những cái điểm như thế mắt con người mắt khán giả mắt chúng ta uh, tập trung nhiều hơn đó và với đó là những cái video quay dọc và uh, tương tự quay ngang cũng vậy quay ngang thì nếu các chị em quay về youtube quay về youtube video ngang hoặc là quay ngang điện thoại đúng không ạ thì chúng ta cũng sẽ phân chia cái điện thoại hay cái màn hình máy quay của mình ra thành những cái đường grid line như thế này nhớ là chiều ngang chia ba và chiều dọc cũng chia ba và giữa các điểm như thế ra sẽ có được những cái điểm vàng như vậy và nếu mà quay ngang thì sản phẩm của chúng ta nó cũng sẽ nằm ở đây hoặc là ở đây Đó. cũng có thể là bên dưới không sao tùy vào bối cảnh trong trường hợp mà chủ thể ở bên dưới hai cái điểm vàng bên dưới này có thể là bờ biển có thể là chúng ta đang ngồi ở đây đó, bạn huyền đang ngồi ở đây chẳng hạn hay bạn thắm đang ngồi ở đây một cái góc như thế này ở đằng trước là có thể là bãi biển bao la sóng biển chân trời xa tắp mịt mù ở trên này đó và chủ thể chính đang ngồi ở dưới góc này đấy là ý đồ kịch bản như vậy còn nếu mà ở bên trên thì nếu như mà chúng ta quay ví dụ uh, quay như là chị Giang để chia sẻ chị đang uh, chia sẻ hướng dẫn mọi người chẳng hạn đấy thì ví dụ như là chị uh, có thể ngồi một trong hai vị trí này một trong hai vị trí này đó và khi mà đặt ra cái câu hỏi là thế thì còn cái khoảng trống này thì bên này sẽ làm gì thì chị mình có thể để những cái À, ví dụ như là một cái đạo cụ để tập yoga hay là để một con pet của mình ở bên cạnh bên này chị ngồi bên này một con pet bên cạnh hay đạo cụ yoga hay là một cái hình nền hay là một cái sản phẩm gì đấy liên quan đến công cụ tập thì mọi người nhớ rằng là hãy set up làm sao mình ở đúng chủ thể chính uh, chân dung chính hay là sản phẩm nó ở đúng những cái điểm như thế giúp tùng là được đó bốn như này và bây giờ hãy mở điện thoại lên. Nếu ở iPhone thì mọi người thực hành theo nó sẽ dễ hơn nhé. Còn ở trên Android thì các anh chị em vào mục setting và tìm cái chữ nó tên là lưới. Tiếng Anh nó là grid. Mình viết chữ to chữ grid đây. Tiếng Anh nó là grid. Còn tiếng Việt nó là lưới. Ở máy bất cứ nào anh chị em vào mục cài đặt tìm hai cái từ khóa này. Còn trên iPhone thì các anh chị em thao tác như sau. Mình vào trong mục cài đặt ở trên uh, iPhone. Vào mục cài đặt đi ạ. Rồi các anh chị em sẽ tìm xuống cái uh, mục trong mục cài đặt tìm xuống cái phần tên là camera. Đây đó chính là camera đấy ạ. Các anh chị em bấm vào đây. Rồi ok. Thì ở trong cái phần này mọi người nhìn xuống cái phần nó tên là bố cục rồi nó tên là lưới ở đây mọi người hãy tích nó từ cái màu xám chuyển sang màu xanh như trên hình như này là chúng ta đã bật được cái lưới hay là cái đường uh, cái đường kẻ dọc kẻ ngang như vừa rồi ấy để tìm điểm vàng ở trên góc quay rồi Đó, nhân tiện đây là các anh chị em này ở cái uh, yếu tố quan trọng số 2 ở trong buổi 1 chúng ta học là đầu tiên là ánh sáng đúng không thứ hai là cái độ phân giải thì các anh chị em ở trong cái mục như này chúng ta hãy bấm vào để có thể chọn cái độ phân giải bấm vào cái mục quay video hoặc bất kỳ cứ chỗ nào ở trong cái điện thoại các anh chị nó hiện là pixel hay là PSP ở trong mục cài đặt camera đấy ạ. Chúng ta bấm vào đây. Ở đây mình có thể quay với các định dạng khác nhau, nếu mà không điều chỉnh cái này thì mặc định thì điện thoại nó sẽ cho cái chế độ quay nó rất là chế độ phân giải nó là nhẹ nhất. Nó là 1080 tức là full HD 1920 nhân 1080 thôi và ở cái góc ở cái là 30 FPS tức là tốc độ tốc độ khung hình trên dây. Thì đây là lý giải luôn cho các video của các anh chị ở trong bài tập 1 2 và tại sao khi mà lia nó lại mờ thế. Lia máy đúng không? Thì nó lại mờ ảo như vậy, đúng không ạ? Thì đó chính là cái FPS như này. Thì giải quyết cái vấn đề đấy khi mà lia máy nhớ rằng là tay là phải chống rung là đầu tiên nhá và lia thì cũng phải lia chậm chậm lia từ từ thôi đừng có lia nhanh quá nó vẫn rung ầm ầm đấy ạ thì các anh chị em bấm vào 1080 60 phim hoặc nếu như các anh chị có 4k mà 60 phim thì các anh chị cho vào đấy tích vào cái này nó càng cao cái fps như này, này cứ nhìn đến cái nút nào ở trong cái thông số cài đặt ở trên máy các anh chị có nhiều máy anh chị đời cao nó còn cao nữa cơ đó, ví dụ nó có cả full HD 120 FPS, 240 FPS có hết. Thì cứ thông số nào cao thì anh chị tích vào. Nhưng với một điều kiện, cái FPS này càng cao thì ánh sáng này phải càng đủ. Nếu mà quay trong điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ dễ bị mờ hình, bị noi, nhiễu hạt. Lưu ý giúp mọi người, các anh chị em nhớ rằng là tốc độ chuyển động hay là cái độ mượt mà của video nó ở cái chữ FPS này. và mọi người có thể tự chỉnh nhá tự chỉnh vào trong đó rồi nó càng cao thì các anh chị sẽ có những cái thước phim nó mượt mà mà tua nhanh thì không bao giờ lo bị giật hoặc là quay chậm slow motion thì rất là mượt rồi bây giờ đã bật xong cái tính năng lưới rồi lưới đảm bảo các chị em đã bật lưới rồi và bây giờ chúng ta mở cam lên nào mở camera lên và xem là lưới nó hiện chưa Ok Các anh chị em có thấy không ạ Ở cái uh, trên cái khung này của Tùng Trên cái uh, Đây nó đã hiện cái lưới đây Mọi người có thấy bốn cái đường kẻ mờ mờ đấy không ạ bốn cái điểm mờ mờ Cái đường kẻ nếu mà ai nhìn ở trên uh, uh, Cái iPad của Tùng nó có cái đường kẻ như này mờ mờ Thì mọi người gật đầu cái là chưa nhìn thấy thì lắc đầu nè rồi ok mọi người đảm bảo quay như này yên tâm mở cái này khi quay video nó sẽ không vào video đâu nhá không lo nó nó không vấn đề gì đâu nó không vào video đâu nó chỉ cho giúp chúng ta là có được những cái, căn được những cái góc nó chuẩn hơn chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với nguyễn anh tùng để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của tùng và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo